Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, những ngày qua, thông tin cô gái 21 tuổi mất tích bí ẩn ngày mùng 7 Tết ở Hà Nội đang khiến dư luận không khỏi xôn xao. Từ cuộc gọi không hồi đáp, gia đình nạn nhân gồm bố, cậu, mợ và một số người thân đã quyết định vượt 200 km từ Thường Xuân Thanh Hóa ra thủ đô để tìm kiếm thiếu nữ xấu số. Ngày 19 tháng 2, công an thành phố Hà Nội đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong của chị LTTL, 21 tuổi, chú phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội sau khi mất tích. Bước đầu lực lượng chức năng nhận định khả năng đây là vụ án mạng và đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo người nhà nạn nhân, do không liên lạc được với chị L, bố và người nhà đã xuyên đêm từ Thanh Hóa ra Hà Nội để ngóng tin con, xong mọi thứ gần như sụp đổ. Chị Lê Thị Hương, mợ của chị L, 33 tuổi, xã Luận Thành, Thường Xuân Thanh Hóa cho biết, từ trước đến nay, cháu L là người ngoan hiền, chăm chỉ, không ăn chơi, đua đòi. Do đó, việc L mất tích khiến gia đình rất lo lắng. Cũng theo lời kể chị Hương, cháu của chị làm quản lý trung cư, phòng trọ cho thuê trên địa bàn thành phố Hà Nội khoảng 3-4 năm nay. Chị Hương nói, gia đình cháu L làm nông nghiệp, mẹ mất sớm nên đến năm lớp 11 cháu cũng xin nghỉ học, ra Hà Nội làm công việc này từ đó đến nay. Ngày 28 Tết, chị L về quê ăn Tết với gia đình. Những ngày ở quê, người thân trong gia đình vẫn vui vẻ không cãi nhau và chị L cũng không có biểu hiện gì bất thường. Sau kỳ nghỉ, ngày 15 tháng 2, mùng 6 Tết, cô gái 21 tuổi từ quê trở lại Hà Nội làm việc. Trong hai ngày 16 và 17 tháng 2, gia đình vẫn gọi cho chị L, xong chị L không bắt máy. Chị Hương chia sẻ, nghĩ cháu bận công việc nên không nghe máy cũng là chuyện bình thường. Đến 23 giờ ngày 17 tháng 2, bạn cung phong của L báo tin họ một ngày nay không liên lạc được với cô gái. Thời điểm này, gia đình cũng cố gắng liên lạc với chị L nhưng không được. Lo có chuyện chẳng lành, một giờ sáng ngày 18 tháng 2, gia đình gồm bố, cậu, mợ và một số người thân của chị L vượt 200 km từ Thường Xuân Thanh Hóa ra Hà Nội tìm kiếm cô gái. Sau hơn 3 tiếng trên xe, gia đình đến công an phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm để trình báo sự việc. Cùng ngày, người thân đến các khu nhà trọ, chung cư do chị L quản lý để tìm kiếm thông tin. Qua trích xuất camera, địa điểm cuối cùng chị L đến là tại khu vực nhà cho thuê ở Bùi Sương Trạch, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Camera ghi nhận lúc này 18 giờ 35 phút ngày 16 tháng 2, chị L vẫn ra ngoài bình thường và sau đó mất liên lạc. Gần 2 ngày ở Hà Nội là quãng thời gian dài đằng đẵng đối với chị Hương và gia đình. Cố tìm mọi cách nhưng cả nhà vẫn không biết chị L đang ở đâu. Đến chiều muộn ngày 19 tháng 2, gia đình mới hay tin, lực lượng chức năng phát hiện chị L ở một khu trọ ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Tuy nhiên, mọi thứ gần như sụp đổ với gia đình, người thân bạn bè khi cô gái 21 tuổi được xác định đã tử vong. Tối 19 tháng 2, công an thành phố Hà Nội cho biết, phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ nghi phạm sát hại chị L. Bước đầu xác định đối tượng là HMH, sinh năm 2004 quê quán Bắc Giang, bị bắt giữ lúc 12 giờ 30 phút ngày 19 tháng 2 tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung đấu tranh làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật thưa quý vị liên quan đến vụ việc trên dưới góc độ pháp lý tiến sĩ luật sư đặng văn cường cho biết điều đáng chú ý là cơ quan chức năng tìm thấy nạn nhân ở phòng trọ của một người khác vì thế cơ quan chức năng sẽ làm rõ người thuê trọ ở đây là ai có mối liên hệ gì đối với nạn nhân đồng thời làm rõ khi rời khỏi nhà nạn nhân đã liên lạc với ai qua điện thoại tin nhắn hoặc qua các nền tảng mạng xã hội theo luật sư cường Việc xác định hiện trường chính của vụ án và những mối liên hệ cuối cùng đối với nạn nhân là những thông tin quan trọng để xây dựng chân dung hung thủ. Nghi phạm gây án phải có động cơ, có thể do mâu thuẫn thủ án, do muốn cướp tài sản hoặc muốn hiếp dâm nạn nhân nên đã ra tay sát hại. Cũng có thể hung thủ là người mắc bệnh tâm thần hoặc sử dụng rượu bia, chất cấm dẫn đến mất kiểm soát thực hiện hành vi. Hiện nay, nghi phạm gây án đã bị bắt giữ. Với những vụ việc như thế này, thông thường người thực hiện hành vi sẽ bị xử lý về hai tội danh là sát hại người, cướp tài sản hoặc sát hại người, dở cho đôi bại, thậm chí có những trường hợp nghi phạm bị xử lý cả ba tội danh. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến các hành vi vi phạm pháp luật của nghi phạm gây án, xác định hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân và xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật vị chuyên gia cho rằng dù nguyên nhân nào đi chăng nữa hành vi sát hại một cô gái tuổi đời còn quá trẻ ở thời điểm tết nguyên đán là hành vi rất tàn nhẫn thể hiện ý thức coi thường pháp luật và gây đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân bởi vậy nghi phạm gây án sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật để gian đe phòng ngừa chung cho xã hội ông cường nói với tính chất nguy hiểm của hành vi xâm phạm đến nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội coi thường pháp luật nên nghi phạm có thể phải đối mặt với hình phạt cao nhất khi tòa án lượng hình ngay trong tối ngày 19 tháng 2, sau khi phát hiện nạn nhân lở, thì nghi phạm của vụ án cũng đã xa lưới. Tuy nhiên danh tính của đối tượng vẫn là một ẩn số. Điều này đã khiến cho nhiều người không khỏi thắc mắc. Trả lời vấn đề trên, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp nêu quan điểm. Có thể vụ việc có đồng phạm nên cơ quan điều tra chưa công bố danh tính chi tiết của nghi phạm này là hợp lý và cần thiết. Các thông tin liên quan đến vụ việc, vụ án trong giai đoạn xác minh tin báo và trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự là những thông tin mật, tùy vào tính chất của sự việc mà cơ quan điều tra có thể thông báo công khai đến báo chí, dư luận với những mức độ thông tin cần thiết ở những thời điểm cần thiết trong đó về nguyên tắc phải đảm bảo bí mật điều tra việc cung cấp công khai thông tin trong quá trình xác minh điều tra phải không làm ảnh hưởng đến hoạt động điều tra vụ án cơ quan điều tra sẽ cân nhắc thông tin công khai về danh tính của hung thủ ở thời điểm cần thiết khi đã xác định rõ hành vi động cơ mục đích thực hiện hành vi phạm tội của hung thủ về cơ bản là làm rõ danh tính của các đồng phạm khác nếu có khi có bản cáo trạng để truy tố đối với các bị can sẽ công khai quan điểm của viện kiểm sát và công khai các tình tiết quan trọng về vụ án khi xét xử công khai tất cả các tình tiết trong vụ án sẽ được công khai tại phiên tòa để thực hiện hoạt động tranh tụng theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự không loại trừ khả năng nạn nhân bị sát hại ở một nơi khác rồi bị mang dấu đi ở một nơi khác bởi vậy việc xác định hiện trường chính của vụ án nơi nạn nhân tử vong là rất quan trọng để xác định được nguyên nhân tử vong và dựng chân dung hung thủ một điều cũng đáng chú ý trong vụ việc này là cơ quan chức năng tìm thấy xác nạn nhân ở phòng trọ của một người khác nên sẽ phải làm rõ người thuê trọ ở đây là ai có mối liên hệ gì đối với nạn nhân đồng thời sẽ làm rõ khi rời khỏi nhà nạn nhân đã liên lạc với ai có điện thoại tin nhắn và qua các nền tảng mạng xã hội cơ quan công an sẽ truy tìm điện thoại của nạn nhân ra soát danh sách điện thoại để xác định các thông tin giữa nạn nhân với những người khác cho đến khi nạn nhân bị sát hại việc xác định hiện trường chính của vụ án ở và những mối liên hệ cuối cùng đối với nạn nhân là những thông tin quan trọng để xây dựng chân dung hung thủ hung thủ gây án sẽ phải có động cơ có thể do mâu thuẫn thủ án có thể vì muốn cướp tài sản hoặc muốn hiếp dâm nạn nhân nên đã sát hại nạn nhân cũng có thể hung thủ gây án là người mắc bệnh tâm thần hoặc sử dụng rượu bia chất cấm dẫn đến mất kiểm soát thực hiện hành vi cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng gây án, xác định hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân và xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật. Dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa, hành vi sát hại một cô gái tuổi đời còn quá trẻ, ở thời điểm Tết âm lịch là hành vi rất tàn nhẫn, thể hiện ý thức coi thường pháp luật và gây đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân. Bởi vậy đối tượng gây án sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật để gian đe phòng ngừa chung cho xã hội đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau